Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cùng với Phước Sửu Peter sẽ khám phá về một căn biệt thự tại dãy La Villa Nhà Bè. Và hôm nay thì mình sẽ tổng quan sơ qua về cái dãy La Villa Nhà Bè nhé. Với tổng quy mô là khoảng 11.6 hectare, quy mô cho ra khoảng là 192 biệt thự nhà phố vườn, 26 biệt thự ven hồ và 20 biệt thự ven sông luôn cả nhà nhé. Với diện tích điển hình của những cái loại sản phẩm ở đây là 5 x 5 x 17.6, 6 x 17.5 và diện tích 10 x 20, và những căn dinh thự dọc bờ sông thì khá lớn. Vị trí của cái dự án này thì nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Và một cái căn nhà phố hôm nay Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là diện tích là 6 x 17.5. Và bây giờ mọi người cùng với Phước Sửu mình vào bên trong căn nhà để mình xem rõ hơn về căn nhà này nhé. Rồi, một cái gam màu khá thoáng mát, và ở đây thì gia chủ đã làm nội thất luôn rồi. Thì gọi là nội thất cơ bản nên là nhà cũng khá trống nha cả nhà. Rồi, đây là tầng trệt của căn nhà, một cái gam màu gọi là trắng xám. Một không gian cực kỳ thoáng. Phía bên tay phải của mình là một cái hệ thống không gian bếp khá xịn sò. Ở đây thì gia chủ đã làm xong tất cả những cái hệ thống bếp kết hợp mà những cái vân gỗ công nghiệp để tô lên cái vẻ đẹp của căn nhà với một cái tông màu là xanh đậm, trắng và xám. Rồi, bây giờ là phần chừa gọi là phía bên ngoài của căn nhà ha. Đây, với cái khoảng không này thì quý anh chị có thể là đặt máy giặt nè, làm sân phơi đồ, hoặc có thể một số nhà thì mình có thể trồng một số loại cây xanh giúp cho căn nhà trở nên là thoáng mát rộng rãi hơn. Đây gần như là hoàn thiện nội thất cơ bản rồi, quý anh chị có thể là sở hữu mua vào là có thể là vào ở luôn ha. Rồi bắt đầu mình sẽ di chuyển lên tầng 1 để xem tầng 1 thì có thiết kế gì. Và trước khi xem tầng 1 thì mình xem lại ở tầng trệt thì đây có một cái toilet rất là gọn gàng nằm dưới cầu thang, và đây có một bồn rửa tay luôn cả nhà ha. Đây, với cái phòng khách thì mình nhìn trực diện ra cửa sổ và nhìn ra sân trước. Rồi, bây giờ là mình sẽ cùng di chuyển lên cầu thang bộ và để đi lên lầu 1. Đây, một cái không gian cũng khá thoáng, bởi vì ở đây là cái cầu thang họ làm là hệ kính cường lực và gỗ. Đây là phòng master bedroom của lầu 1 nha cả nhà. Đây, phía bên tay phải của Phước Sửu là một cái toilet đầy đủ những công năng và những thiết bị vệ sinh cũng khá cao cấp, và một cái tầm view khá đẹp luôn, nhìn trực diện ra với cái phòng này thì nhìn trực diện ra mặt đường. Và cái căn này thì chủ đầu tư, chủ nhà đã có những cái hệ thống nội thất tủ âm tường cũng khá đầy đủ. Phía trước thì còn trồng khá nhiều loại cây xanh, và ở đây thì có thêm cái cây móng ngựa. Cái cây này thì về mùa nắng sẽ trổ khá nhiều bông màu tím khá đẹp. Đối diện một vài nhà thì cư dân cũng vào ở hết rồi. Và ở đây khá nhiều nhà trồng rất là nhiều loại lan, lan rất đẹp nha cả nhà. Chứng tỏ ở đây là một cái khu an ninh rất là tốt. Những cái loại lan mà gọi là mắc tiền như vậy nhưng mà cũng được trồng ở những cái vỉa hè. Và cây xanh ở đây thì gần như là phủ rợp bóng luôn, có rất là nhiều loại cây, và nhiều gia chủ còn trồng cả những cái gọi là cây ăn trái ngay trước cái khuôn viên nhà của mình. Một cái lối công viên gần nhà, và thiết kế của cái căn nhà cũng khá xịn sò, đem đến một cái không gian khá thú vị cho căn nhà ha. Thì Phước Sửu nhắc lại, căn nhà này với diện tích là 6 x 17.5, và ở đây gọi là nhà phố liên kế của khu La Villa Nhà Bè. Với cái căn này thì gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp đó cả nhà. Nên quý anh chị nếu mà cần những cái thông tin về chính cái căn nhà này thì sẽ inbox ngay cho Phước Sửu. Đây, đây là một cái tầm view mình nhìn từ trên cao nhìn xuống, và mình lên tầng 2 để xem cái căn nhà này bố trí được bao nhiêu phòng nha. Thì tổng cộng là tầm khoảng được 4 phòng ngủ cả nhà. Mỗi tầng thì thiết kế 2 phòng ngủ
và có một cái phòng sinh hoạt chung. Đây, thì ở đây thì chủ nhà ngoài dán gạch ra thì chủ nhà cũng có bố trí là dán giấy dán tường và một có rèm cửa theo cái tông màu phù hợp với lại cái cách thiết kế. Đây, từ cái ban công từ lầu 2 nhìn xuống mặt sau ha. Hệ thống thì cửa nhôm sinh pha kiến cường lực nên là sẽ giảm tiếng ồn rất là nhiều. Thì đây là một cái không gian của lầu 2. Hệ thống toilet đầy đủ nha quý vị. Giúp cho gia chủ ở đây thì có thể là thoải mái, thư giãn sau những cái giờ làm việc tại khu dân cư La Villa này. Một khu dân cư khá nhiều cây xanh, quy hoạch đồng bộ đường bàn cờ. Và ở đây thì khá nhiều tiện ích như là hồ bơi, phòng tập gym. Và kế cạnh là có một cái khu dân cư ngay sau cực kỳ đẳng cấp. Một cái gam màu khá đẹp, cây xanh thì tầng thấp, tầng cao, mang đến một cái không gian trong xanh mát mẻ. Và nói sơ về dự án La Villa Nhà Bè thì nằm ở ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và cách kết nối di chuyển khá dễ dàng và về trung tâm, mang đến cho quý anh chị một cái khu dân cư đẳng cấp. Và ở tại đây thì gọi là một cái không gian sống rất là lý tưởng, nhiều cây xanh, không khí trong lành, sát bên bờ sông. Và nơi đây thì có khá nhiều ca sĩ người mẫu về làm chọn nơi sinh sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị để Phước Sửu phân tích nhiều video khác. Cảm ơn quý anh chị.